Mỹ Uyên và Quang Trường mến chào quý vị đang nghe bản tin 11:30 của báo Người Lao Động hôm nay ngày 22 tháng 4. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin nghiên cứu thành công thuốc điều trị COVID-19 sanh COVID có nguồn gốc y học cổ truyền. Lễ công bố về kết quả nghiên cứu thuốc này dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 4. Đây có thể được xem là thuốc có nguồn gốc y học cổ truyền đầu tiên được cho phép điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Thuốc được chỉ định sử dụng trong các trường hợp bệnh do các virus lây truyền qua đường hô hấp, cúm COVID-19 thể nhẹ, thể trung bình. Bệnh nhân khi mới nhiễm được uống thì giảm nguy cơ trở nặng. Còn đối với bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng thì phải tuân thủ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Thuốc được dùng theo phác đồ 3 viên một lần nhân 3 lần một ngày trong 14 ngày an toàn cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 4, liên quan đến vụ một thiếu tá cảnh sát giao thông và hai người dân bị xe bán tải tông tử vong, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ hai đối tượng. Theo đó, chiều 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, thì phát hiện một xe bán tải mang biển kiểm soát 49C29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều biểu hiện khả nghi. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc xe bán tải này tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường, rồi lật nghiêng. Vụ việc đã làm thiếu tá cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Hào cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn, sinh năm 1994, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Thị Kim Thanh, sinh năm 1973, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện danh tính hai đối tượng này chưa được tiết lộ. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, sau 36 giờ truy bắt, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện bắt giữ Lê Phú Cao, sinh năm 1991, trú ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cao là nghi phạm của vụ cướp ngân hàng Vietinbank số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu vào trưa ngày 20 tháng 4. Trước đó, ngày 20 tháng 4, thời điểm sắp vào giờ nghỉ trưa của nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank nằm trên đường Đống Đa. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác chống nắng màu xanh sậm, mũ trùm đầu và mặc quần jean màu xanh, mang khẩu trang, dừng xe trước ngân hàng rồi nhanh chóng xông vào bên trong. Thời điểm trên, phòng giao dịch chỉ có một bảo vệ và 5 nhân viên đang làm việc. Người đàn ông này rút súng lớn tiếng đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi đã chuẩn bị sẵn. Người này còn liên tục bấm roi điện tóe lửa nhằm uy hiếp các nhân viên. Sau đó, đối tượng lao nhanh ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Thống kê ban đầu, thiệt hại của vụ cướp khoảng 660 triệu đồng. Lê Phú Cao bị các trinh sát bắt giữ vào tối ngày 21 tháng 4, khi nghi phạm đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận hành vi cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank của mình. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo với nội dung trường tiểu học Lê Lợi sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn thể học sinh bằng bộ kit test được tài trợ cấp miễn phí 2 lần một tuần, tiến hành trong 3 tuần liên tiếp, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 năm 2023. Thông tin này làm nhiều phụ huynh băn khoăn lo lắng bởi các em học tiểu học còn nhỏ, đặc biệt là học sinh lớp 1, lớp 2, nếu test 2 lần một tuần sẽ gây khó chịu cho các em. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, nội dung thông báo trên nằm trong dự án nâng cao hiệu quả sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện COVID-19 trong cộng đồng mà Sở Y tế Cần Thơ đang triển khai. Theo ông Bình, có 2 trường tiểu học tại quận Ninh Kiều thí điểm sau khi tập huấn, gồm trường tiểu học Lê Lợi và trường tiểu học Kim Đồng cũng nằm trên địa bàn phường An Khánh. Đối với người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ sẽ chỉ định lấy mẫu gửi về Sở Y tế đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi.
Sau nhiều ngày liên tục đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã đảo chiều đi xuống khi đồng đô la Mỹ hồi phục sức mạnh, nhà đầu tư vàng bán chốt lời. Giá vàng hôm nay của thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại 1.984 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 21 đô la Mỹ một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng SJC đứng yên không đổi ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Hiện giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 66,45 triệu đồng một lượng và bán ra là ở mốc 67 triệu đồng một lượng. Các loại vàng nữ trang sức trong sáng nay cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường. Cụ thể, giá vàng 24 carat giảm 50.000 đồng một lượng, vàng tây 18 carat giảm 40.000 đồng một lượng và vàng 14 carat giảm 30.000 đồng một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Quý vị đang nghe podcast 11:30 của Báo Người Lao Động. Ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cho hay, một trong những người con trai của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phục vụ trong tổ chức lính đánh thuê này. Ông Prigozhin đã tiết lộ điều này trong cuộc phỏng vấn ở tiền tuyến được công bố hôm 21 tháng 4. Ông Prigozhin không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, cũng không chỉ rõ con trai của người phát ngôn Peskov đã tham gia vào cuộc xung đột nào hay thậm chí nêu tên người này một cách rõ ràng. Cho đến nay, người phát ngôn Dmitry Peskov vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về những tiết lộ của ông Prigozhin. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho rằng truyền thông phương Tây đã cố tình phớt lờ sự phát triển của Trung Quốc khi đưa tin về việc nước này bị Ấn Độ vượt mặt về dân số. Bài bình luận của CCTV hôm 20 tháng 4 cho biết, ẩn ý của truyền thông phương Tây trong những năm gần đây là sự phát triển của Trung Quốc đang gặp rắc rối lớn và khi lợi thế nhân khẩu học của Trung Quốc biến mất, nước này sẽ suy giảm và nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. CCTV chỉ trích phương Tây dùng chủ đề dân số nói xấu Trung Quốc và tách rời với vấn đề phát triển của nước này. Theo CCTV, sự thổi phồng như vậy là thiếu hiểu biết cơ bản về quy luật phát triển dân số. Với sự phát triển của xã hội loài người ngày nay, việc giảm tỷ lệ sinh và giảm khả năng sẵn sàng sinh con là vấn đề chung mà toàn thế giới phải đối mặt. Theo hãng tin Reuters, CCTV cho biết thêm rằng các nước phát triển phương Tây thường phải đối mặt với các vấn đề như thiếu lao động. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin 11:30 của ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Mỹ Uyên, Minh Diễm, Thanh Long và Quang Trường xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.